sau khi tham gia một cái ngày cùng Quân Vô Hội đang làm việc với các bạn nhỏ. Các bạn thì chấp chấp Giang thấy rất là vui mà cũng có xem chút gì đó rất là tiếc nuối, bởi vì đã diễn ra kết thúc rồi mà còn đang rất là luyến tiếc, chưa muốn kết thúc. Con rất là vui khi được tham gia chương trình của Quân này. Hôm nay Quân tổ chức chương trình rất là đặc biệt luôn, có làm bánh nè, có gì nữa ta, có làm lồng đèn nữa, có được biết chữ và tham gia các trò chơi cho bên sân khấu này nè, rất là vui luôn á. Rất hay nhưng mà MC hơi nhây. Chị thấy rất là vui lần đầu tiên chị được tham gia chương trình như thế này á. Chị mong sao là những năm sau á sẽ có những chương trình để có dịp để cho các bé được trải nghiệm vui chơi. Con thấy cũng rất là vui, là ý nghĩa. Vì sao? Vì nó vui. Mà con thích nhất phần nào? Bảo Ngọc. Phần Bảo Ngọc của cô. Phần của chị Bảo Ngọc á hả? Vì sao con thích nhất phần của chị Bảo Ngọc? Các bạn sẽ luôn học giỏi nè, mình khỏe, mình hạnh phúc, nghe lời ba mẹ và càng ngày càng xinh cái đẹp hơn. Yeah. Con mong mấy bạn gặp khó khăn sẽ cố gắng lên và con chúc mấy bạn một ngày Trung thu vui vẻ. Chúc các con luôn khỏe mạnh, vui vẻ để trải nghiệm được những trò chơi hoặc là những cái không khí của Trung thu.